MG xin kính chào đại gia đình mình. Thì xin chân thành cảm ơn gia đình chúng ta đã trong thời gian qua cũng đã ủng hộ kênh Tri Sài Thành TV rất là nhiều rồi. Thì hiện tại hôm nay cũng là ngày 16 tháng 8 năm 2023, thì cũng nhằm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 ha. Thì bây giờ cũng là 19 giờ 15 rồi. Ri đang có mặt ngay góc đường Phạm Thế Hiển với Hoàng Minh Đạo, phường 5 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Ngay chỗ cái nhà thuốc Long Châu đây. Thì để Ri sẽ mời gia đình chúng ta đi một góc nha của phường 5 quận 8 xem ở đây như thế nào. Thì đây là cái hướng vào đầu chợ Nhị Thiên Đường đây, thì cả nhà mình thấy là buổi tối thì vẫn còn bán hàng rau củ đây. Thời trang thì ở đây rất nhiều. Gần tới mùa học sinh rồi thì gia đình mình thấy là cũng có nhiều gia đình đưa cháu đến đây để chọn những cái bộ đồng phục ha. Thì đây thì cũng sắp đến tụ trường rồi. Khoảng 25 tháng 8 là bắt đầu tiểu học đã bắt đầu vô học rồi. Thì đây thời trang đây thì có thời trang của người lớn nữa rất là nhiều đây. Mà khi thấy là nổi bật lên hết đó là thời trang của học sinh nha. Các em học sinh rất là nhiều. Đây là xu hướng rồi, người ta cũng chọn được cái thời điểm để người ta rao hàng. Thì bây giờ thì cái vấn đề tri thức, cái rồi học tập của con em mình là cái vấn đề quan trọng lên hàng đầu. Cho nên là phụ huynh là dù như thế nào đi nữa thì cũng phải đi chọn những cái bộ đồng phục cho con mình. Thì ở đây thấy là bây giờ rau củ quả thì ở đây cô chú vẫn còn nhiều, nhưng mà hiện tại thì đoạn này thì ít thấy khách. Khu chợ Nhị Thiên Đường này thì khu vực này là chuyên, dãy bên đây là chuyên bán thời trang. Thời trang về quần áo nè, về giày dép nè, rồi tất cả phụ kiện về cái trang sức là của chị nữ nữa, như là cái bông tai rồi nè, vân vân luôn. Mà dù cái chợ chuyên bán lớn gì nhưng cả nhà mình thấy là cũng rất là vắng nè. Đi gần giáp một cái khu vực bán quần áo này luôn rồi thì vẫn không thấy có khách vào mua. Rất là vắng luôn. Tội cho các tiểu thương bán chợ truyền thống này lắm cả nhà. Bây giờ là buôn bán nó ế ẩm dữ lắm, không như ngày xưa nữa. Thì ở đây có một cái chiếc xe taxi đang đi vào đây, mà do là người ta cũng bán hàng ra đường nhiều rồi, không biết là có qua được hay không, nó bị kẹt rồi. Bị kẹt đường đây luôn. Ở đây thì bên cái dãy bên kia nha cả nhà, mình thấy dãy bên kia thì người ta bán về về gọi là thạch cá đó. Còn cái dãy bên đây thì bán về thời trang, thì để ghi sẽ dòng qua bên đây, dòng đây mình ra chứ bên đó thì kẹt rồi, thì dòng qua đây đi. Thì cái hướng này là cũng ra chỗ đường Bùi Minh Trực đây, chỗ Hoàng Minh Đạo thông ra đi. Thì buổi tối mới hơn 7 giờ tối thôi, nhưng mà chợ ở đây thì thấy khu vực này khá là vắng. Lý do là không biết như thế nào, có phải hôm nay là nhằm ngày mùng 1 tháng 7 không? Vào tháng 7 thì người ta ăn chay nhiều cho nên là thịt cá là cũng ít, nhưng mà nếu mà thịt cá ít thì người ta cũng phải đi chợ để người ta mua rau củ chứ. Thường ngày thì chợ Nhị Thiên Đường khu giờ này thì còn đông lắm cả gia đình mình. Không biết là sau hôm nay thì thấy rất là vắng luôn, tẻo trèo treo. Chỗ này thì bán trái cây rất là nhiều đây, nhưng mà riêng thấy vắng. Hy hữu quá, thấy cái tiệm bánh trung thu ở đây. Tiệm bánh trung thu ở đây mà không để tên, không biết là của cái hiệu nào. Cho nên là cũng thấy rất là lạ. Thì bây giờ vào con đường Bùi Minh Trực rồi. Khu vực này thì nó gọi là chợ sáng Bùi Minh Trực đây cô chú ơi. Chợ sáng này thì rất là đông luôn. Thì buổi tối này thì người ta bán về ăn vặt. Phải nói khu vực phường 5 này thì bán đồ ăn vặt rất là nhiều. Cái quán ốc ở đây thì thấy cũng khá là đông đây. Đây cái nhà mình thấy là xe đậu kín hết rồi, quán ốc rất là đông. Thì phường 5 này thì chuyên về đồ ăn vặt. Thì buổi tối là con đường Bông Sao và con đường Bùi Minh Trực này thì bán đồ ăn vặt rất là nhiều. Thì đồ ăn chay nữa. Đặc biệt là cái đồ ăn chay thì cái đường Bông Sao là bán siêu suốt quanh năm luôn, rất là nổi tiếng, mà giá cũng rất là mềm nữa. Thì để đi đến đây thì gia đình chúng ta thấy đoạn này là chè Thái nè, bên tay trái gia đình chúng ta đây, chè Thái rồi học vịt lộn rồi đấy,
thì ở đây thì thấy cũng có nhiều thành viên đến đây, các bạn giới trẻ cũng người lớn tuổi cũng có nữa, thì vào đây ăn vặt khá là nhiều luôn. Ở đây gia đình mình lại thấy cái nhà thuốc Long Châu nữa đây, nhà thuốc Long Châu là như mọc khắp nơi luôn, là đi chỗ nào cũng thấy đa số là nhà thuốc Long Châu rất là nhiều. Thì đoạn này đây coi hai bên đường thì bây giờ người ta bán thấy cũng nhiều nè, mua mang về rồi, thấy đường cũng rất là đông, đường ở đây thì sâm tụ lắm, chỗ này thì cơm tấm này, thường bị chả thì thấy cũng đông khách vào ăn. Khu vực đường Bùi Minh Trực này với Bông Sao này thì buổi tối bán đồ ăn vặt rất là được. Đây thấy gà chiên nè, gà gán rồi nhiều lắm, tất tật luôn. Thì ở đây thấy có tiệm nước ép trái cây đây, người ta cũng đứng xếp hàng người ta mua đây, chứng tỏ là ở đây nó giá cũng rất là mềm và ngon, có nhiều người ta mua đó. Cả nhà mình thấy buổi tối mà ngay một cái huyện, một cái quận thôi, quận 8 là vùng ven thôi, nhưng mà ở đây thì mình thấy nó rất là sôi động đây. Ở đây người bán tạp hóa cũng rất là đông luôn cả nhà mình. Buổi chiều chút người ta đi về là người ta gọi là đứng ở đây là đông luôn, kẹt đường luôn, mua tạp hóa ở đây. Rau củ thì ở đây người ta để giá sẵn hết rất là tiện luôn. Buổi tối này thì nếu mà gia đình mình, mà cô chú mình có ở gần ngay khu vực quận 8 này, thì dạo quanh một cái dòng khu vực phường 5 này thì cũng rất là gọi là có nhiều cái hay. Đây là thoáng mát, ăn vặt đồ, nếu mà cầm 100k nha, chạy vòng vòng chỗ khu vực Bùi Minh Trực Bông Sao thì là ăn bao ngon, no xỉu luôn. Ở đây thì bán phá nấu vịt rồi cả nhà mình. Xích tầng đây thì có một cái tiệm bò nướng lá lốt cũng rất là ngon. Ở đây buổi tối thì người ta bán rất là đông ở đây. Cái khu mà gần với cái đoạn mà gần Bông Sao Bùi Minh Trực thì sẽ đông hơn. Đông hơn là cái đoạn đường này. Gần tới xích bên kia xíu thì nó sẽ rất là đông, rồi cái khu mà ngay là trung tâm ăn uống luôn cả nhà mình. Ở đây thì bán đồ ăn chay đấy, thấy khá là đông. Rồi hủ tiếu chay nè, ở đây ghi thấy lẩu 2 người nè, có 49k thôi. Nướng ngói thì có 5k thôi, cũng rất là được luôn. Khu vực này thì khá là nhiều cái quán, rất là nhiều luôn. Buổi tối ngày thường thì cả nhà mình thấy đây ăn rất là đông luôn đây. Đây cả nhà mình thấy xe đậu quá trời luôn đây, bán lẩu mini nè. Cái lẩu có 39k, cho nên là rất là đông luôn. Vừa có tôm, có thịt, có mì, có rau, có đủ thứ hết. Hơn một tô hủ tiếu thì cũng 40.000 thôi, mà tô hủ tiếu đây có 39k thôi. Thì ở đây cả nhà mình thấy đây có quán Hồng Cà nè, rồi quán chai gì bảy lộ đỏ nè, thì quá trời luôn cả nhà mình. Hôm nay thì ngày 1 tháng 7 đây, mùng 1 tháng 7 đây, thì các quán chai thì cả nhà mình thấy là đông xỉu luôn, rất là đông luôn, quá trời đông luôn cả nhà mình. Đây thì đông quá trời hai bên. Mùa này thì cái quán chay khu vực đây thì bán là đông quanh năm luôn, chứ không phải là riêng cái mùa Vu Lan Báo Hiếu này. Thì cả nhà mình thấy là khu vực này đây là góc đường giữa Bông Sao Quận Trực, dòng rẽ vào Bông Sao đây, thì đây là nghiêu ốc rồi hai bên đường ta bán nhiều lắm, bán phải nói là rất là đông luôn. Xích lên kia nữa thì có một cái quán chay, quán chay cực kỳ đắt luôn cả nhà mình, phải nói là nổi tiếng ngày xưa giờ luôn. Một đô đồng giá là có 23.000 một tô thôi. Hủ tiếu, bánh canh, đồ ở đây hủ tiếu trộn đồ rất là ngon luôn, nhưng mà cực kỳ đông. Cái điều đặc biệt là đông quanh năm luôn, là ngày nào cũng đông hết, bán mà phải nói là rất luôn, là lấy số đông, lấy công làm lời đó, cực kỳ đông luôn cả nhà mình. Thì ở đây để ghi quay lại cho gia đình mình xem ha, đây là rất là đông luôn nè cả nhà mình thấy nè. Quá trời đông luôn. Một cái quán hủ tiếu chay ha, 3 số 1 đây. Phải nói là ngợp luôn, cái lượng mua về còn đông hơn cái lượng ngồi ăn tại chỗ nữa cả nhà mình. Rất là đông luôn đây nè. Rất là đông luôn. Cái lượng mà
mà mua về á, là đông hơn là ăn tại chỗ nữa. Tại vì ăn tại chỗ là không còn đủ bàn ngồi nữa, mấy chục cái bàn luôn mà không có đủ bàn ngồi. Cái để giá luôn 23.000 hủ tiếu chai 3 số 1 con sao đây. Nghe phường 5 quận 8 nha cả nhà mình ơi. Ở đây thì 23.000 một phần thôi. Cực kỳ đông luôn. Thì cả nhà mình thấy đi quanh một vòng khu vực quận 8 mình đã thấy đó. Thì rất là sôi động luôn. Mặc dù quận 8 chỉ là một cái quận quận ven thôi mà cực kỳ sôi động. Rất là nhiều tiệm chai ở khu vực này. Bán rất là được luôn. Đây thì ăn uống là nói khu Bông Sao Bụng Trực là rất là nổi tiếng đi. Về ăn vặt ở nhà mình thấy chai Diệu Hiền, cái tiệm chai đây là quán chai đây là đông, phải nói là số lượng người đông cực kỳ đông luôn, vào thấy quá trời luôn. Đây thì khu vực này thì cũng có quán nhậu, cũng có một số quán nhậu rất nổi tiếng như là Hai Cu nè, quán Ốc Thảo đồ. Nhưng mà nổi bật nhất là cả ở khu vực đường Bụng Trực Bông Sao là nổi tiếng về ăn vặt. Các món ăn vặt rất là nhiều, nghêu, ốc rồi nè, các món như cả nhà mình thấy là có rất là nhiều quán lẩu một người 39k. Vừa có tôm nè, mực nè, về thịt bò nè, rau bún hoặc là mì mà đủ luôn, phải là giống như một cái nồi lẩu là đúng nghĩa luôn, mà có 39k là bằng một tô hủ tiếu thôi. Quá rẻ luôn. Cho nên là ở đây thì được rất là nhiều người, không chỉ là các bạn trẻ đâu, mà người lớn người ta cũng thích đến ăn nữa. Tại vì nhiều khi kêu một cái lẩu ra thì người ta ăn không hết, mà chỉ có 39k thôi mà cái lẩu một người ăn thì quá sướng luôn. Ở đây, đây cả nhà mình thấy là rất là đông luôn đây. Đây các quán đây là nườm nượp khách luôn. Phải nói là buổi tối là những cái quán mà ngay trung tâm quận 1, quận 3, rồi quận 5 nữa thì nhiều khi vắng, thấy tẻo teo thôi. Nhưng mà mình vào đây mình thấy vùng quen ở quận 8 này đây, thì tình hình kinh doanh của các tiểu thương đây thì rất là ổn, rất là tốt luôn. Quán nào cũng đông nghẹo như thế này đây. Thì khu vực này phải nói là phát triển, cái quận 8 bây giờ là đang phát triển, cho nên là mọi cái nó còn so với những quận trung tâm thì còn rẻ hơn rất là nhiều về mặt bằng này, về nhân công này. Rồi đây gần chợ đồ mối Bình Điền nữa, cho nên là hàng hóa rồi ta mua về cũng rất là rẻ luôn. Ở đây gia đình mình thấy đây là biệt thự rất là nhiều. Ở đây biệt thự 40-50 tỷ, 100 tỷ, rất là nhiều khu vực này. Từ người giàu người nghèo đồ thì sống ở quận phường 5 quận 8 này rất là đông luôn. Đây là cái quán Ốc Thảo đây, một quán rất là nổi tiếng cái quận 8 này đây. Mà hôm nay thì gia đình chúng ta thấy đây, hai bên đường để xe quá trời luôn này. Thì ở đây người ta ngồi trên lầu nữa, ở dưới mình thấy ít nhưng mà trên lầu rất nhiều. Gia đình mình thấy xe đây, cái bãi xe khủng khiếp luôn này. Thì chứng tỏ là cái lượng khách người ta ngồi trên lầu rất là đông luôn. Trước mặt bên đường chúng ta đó là Dê Mơ đó, quán đổ dê này cũng rất là nổi tiếng luôn. Đây rất là nhiều cái quán nổi tiếng cả nhà mình. Khu vực quận 8 này thì nếu mà nói về tiêu chuẩn như là nhà hàng, khách sạn đó thì không có nhiều, gọi là nếu có thì cũng gọi là rất là hiếm, đếm với đầu ngón tay. Nhưng mà về các quán ăn lề đường thì rất là nhiều luôn, rất là nhiều quán nổi tiếng luôn. Đây thấy hàu nướng là chỉ 5k thôi, người ta nướng sẵn một con hàu thôi, người bán có 5k thôi cả nhà mình. Rất là rẻ luôn. Thì con đường này bây giờ thì hình thành rất là nhiều quán ăn, quán nhậu rất là đông luôn. Rồi ốc buffet nữa, karaoke, thu âm, TT nữa. Rồi có nhiều quán gọi là hát karaoke tươi mát nữa. Thì khu vực này rất là đông luôn. Bây giờ thì đường Tạ Quang Bửu này đây là hình thành rất là nhiều, như là massage, xông hơi rồi nè. Thì những cái dịch vụ này bây giờ thì gọi là vùng ven mà, quận 8 là vùng ven mà, nên là nó phát triển. Những vùng trung tâm thì cũng phát triển, nhưng mà phát triển cao cấp hơn. Những vùng ven như quận 8 thì nó sẽ bình dân hơn. Thì khu vực này bên tay phải gia đình chúng ta thấy là kem nhãn đây. Là khu vực này là nguyên cái dãy này gọi là buôn có bạn bán có phường luôn. Ở đây tập trung rất nhiều, đây người ta bán kem kem đây, kem nhãn nè. Rồi
nó kèm với thức ăn nhanh như là cá viên chiên, xúc. Cho nên là cả nhà mình thấy đây là ra đây trung tâm ở quận 8, gọi là quận quen, nhưng mà sống ở đây rất là thoải mái. Ăn uống rồi giá cũng rẻ, nói chung là sinh hoạt phí là giá tương đối mềm. Có quán cà phê Vina đây cả nhà mình thấy nè. Vina cà phê đây rất là đông luôn nè, rất là đông khách. Vào đây cái lượng xe mình đã nhìn thấy khủng khiếp không? Cái quán này mặt bằng rất là lớn, và cái lượng khách nó vào đây rất là đông luôn. Từ sáng đến khuya luôn. Ở đây đi còn thấy có gì? Thohome, quán ăn Hàn Quốc nè, điểm tâm mì xa rồi nè, mì sủi cảo. Rồi có cả Felix Garden hải sản tươi sống, là nhà hàng hải sản nữa nè. Cho nên là vào đây là đủ hết tất cả các dịch vụ luôn. Một cái đoạn ngắn ở khu vực phường 5 thôi. Thì gia đình chúng ta thấy là có rất là nhiều rồi. Gọi là đủ món ăn chơi hết, từ bình dân đến cao cấp. Từ 20-30 ngàn cho đến là vài ba triệu thì chúng ta đều có thể xài được hết tại đây, khu vực này. Với khu ở đây thì thấy mấy em đang ngồi ở ngoài quán A99 ha. Đó rất là tươi mát luôn cả nhà mình. Khu vực này thì rất là đông đây. Ở đây thì rất là nhiều luôn. Dịch vụ thì gọi là bao trùm, quận 8 bây giờ sung lắm, rất là sung. Đây có ngoại ngữ chiến binh nữa. Ở đây thì lẩu bò 1-2-3 gia truyền, gia đình thấy mình cực kỳ đông luôn nè. Để đi sẽ vòng vào một vòng cho gia đình chúng ta thấy rất là đông như thế này đây. Đây một cái lẩu bò cực kỳ luôn, bán rất là đắt. Và cái lượng khách ở quận 8 cũng khá là nhiều. Quận 8 mà mình bán đồ ăn bình dân thì khách đông dữ lắm. Chủ yếu là một cái thứ nhất là người ta ăn no và ăn ngon. Còn để vào những cái nhà hàng sang trọng như là thưởng thức rồi thì quận 8 sẽ không bằng. Cho nên là vào đây thì cả nhà mình thấy quá trời luôn. Ở bên kia thì sóng nhạc rồi nè, trà hotel, trà mi rồi là đầy đủ ăn chơi hết. Thì đây là khu vực này là chỉ cập nhật một góc đó, một phần của phường 5 quận 8 thôi, chứ đi chưa có đi hết cái phường 5. Nhưng mà đi hết phường 5 thì rất là dài, và clip phải nói là nói khoảng một tiếng đồng hồ thì chưa hết khu vực phường 5 luôn. Thì vào đây thì đến đây là ngay bên đây trái của gia đình chúng ta là bến xe buýt, bến xe quận 8 đây, xe buýt đang chạy ra vào đó. Trước mặt thì ngay đường Tạ Hùng Vũ này, giao với quốc lộ 50. Thẳng qua bên kia là phường 6 rồi. Thì clip của đi hôm nay cũng xin đến đây thôi. Xin chân thành cảm ơn đại gia đình chúng ta đã đồng hành cùng em. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.